Đây là một chiếc bẫy chuột mà rất là thân thiện với môi trường nhé. Tôi dùng những cái lon bia cũ này, tôi kết nối thành con lăn. Và mồi sử dụng ở trong này là mồi hoàn toàn là tự nhiên nhé, mồi thóc nhé, ngũ cốc. Đấy, xong những con chuột này tôi sẽ trả về với